Rồi, video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà đăng ký miễn phí tài khoản sử dụng con AI Claude vừa mới được ra mắt hôm nay. Đây là con AI cạnh tranh trực tiếp với lại ChatGPT luôn ha. Nó được Google rót vốn tài trợ đó các bạn. Rồi, ok, vào nội dung chính đi. Thì hiện tại á, Claude chưa cho phép đăng ký ở khu vực Việt Nam, do đó bạn phải fake IP qua Mỹ để mà đăng ký. Rồi, để mà đăng ký được á, bạn cài cái extension VPN này vô ha. VPN nào cũng được ha, miễn sao fake IP được qua Mỹ là được. Đó, thì mình cài cái Hola này, cài lên Chrome ha, trình duyệt Chrome á. Rồi, cài xong rồi nha. Thì bạn vô cái website Claude claude.ai ha. Mình sẽ để link dưới phần mô tả. Rồi, bạn vô cái con Hola nãy vừa mới cài nè. Đây, chọn khu vực là United States, tức là Mỹ á ha. Ok, đợi nó kết nối nha. Rồi, kết nối xong rồi các bạn. Bây giờ bạn vô đây, bạn có thể tạo tài khoản bằng email, hoặc là nếu mà bạn có Gmail rồi á thì bạn bấm vô đây ha. Mình sẽ đăng ký bằng cái Gmail luôn. Đây. Rồi, đặt tên nè. Ví dụ như là mình đặt tên là chân đất chấm net. Rồi, chọn hai cái này nha, xác nhận trên 18 tuổi và xác nhận là đồng ý với lại nội quy của họ. Continue. Đó, vậy là xong rồi các bạn. Rất là dễ ha, đăng ký dễ hơn ChatGPT rất là nhiều luôn. Bạn đăng ký xong á, bạn có thể tắt cái VPN đi được rồi á. Đây, mình đã tắt VPN và đăng nhập vô bình thường các bạn. Rồi, ví dụ như là hỏi nó kinh nghiệm cắm trại hoang dã. Đó, nó hiểu được tiếng Việt nha các bạn. Đây, đó, thấy không? Rồi, thì hiện tại cái con Claude này á chưa hỗ trợ đăng ký ở khu vực Việt Nam, do đó bạn phải fake IP qua Mỹ để mà đăng ký ha. Và cái này dùng mình thấy khá là ổn các bạn. Ok ha. Thì video hướng dẫn này tới đây là hết. Nếu mà bạn thấy video này có ích á, cho mình một like và ủng hộ và subscribe ủng hộ Nhân Đất Channel nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye and good luck. See ya.